cái người áo này. Đúng không? Ông này là đưa ra một hiệu ứng Doppler, và cái tên của ông là Christian Doppler. Có nghĩa là đưa ra một cái tính chất vật lý là khảo sát bằng sóng âm, khảo sát những cái gì mà dịch chuyển đó, mà trong người mình một thứ gì duy nhất dịch chuyển mà có thể thấy thường nhất đó là gì? Máu. Như vậy nơi nào có hệ thống tuần hoàn thì chúng ta phải có ứng dụng Doppler. Đó là ví dụ khảo sát hệ thống mạch máu, khảo sát tim nhất định phải Doppler, khảo sát tinh hoàn nhất định phải Doppler, đúng không? Hoặc là những cái nào để bạn liên quan đến những viêm xoắn với mật, có nghĩa là nhồi máu tắc, có nghĩa là liên quan cái máu, cái gì liên quan cái máu, hoặc là một cái cục u, đúng không? Thì nó liên quan đến Doppler. Tóm lại cái tính năng Doppler là do nhà vật lý này phát hiện. Các bạn nghe tính năng Doppler dễ hiểu hơn. Ví dụ chúng ta đang ngồi đây mà chúng ta nghe một cái ambulance, một cái xe cấp cứu nó chạy ngang qua. Thì đầu tiên trước khi nó chạy tới mình là nó hú từ xa, đúng không? Thì tới gần mình thì âm thanh cường độ nó khác. Sau đó nó chạy ra ngược lại hướng kia thì bắt đầu âm thanh nó nhỏ dần. Như vậy thông qua cái âm thanh thôi tôi biết được cái xe nó sẽ chạy vận tốc như thế nào. Các bạn hiểu ý hiệu ứng Doppler y chang như vậy. Thông qua cái vận tốc của cái vòng cầu nó di chuyển ở trong hệ thống tuần hoàn thì mình biết được cái mức độ hẹp, hiểu không? Cái máu nó tưới như thế nào. Như vậy thì hệ thống nước của thành phố chúng ta có mấy cái nước chúng ta lưu tâm. Cái lưu tâm thứ nhất chúng ta lưu tâm với nhà máy nước, đồng nghĩa nó tương ứng với lưu tâm với cái trái tim chúng ta, đúng không? Nên người làm doctor giỏi thì người đó nên biết thêm về siêu âm tim, đúng không? Tại vì khi một cái nhà máy nước nó có vấn đề, ống nước chưa chắc có vấn đề, nhà mà cũng có thể không có nước. Do đó nếu ai là học doctor được thì bước thêm bước nữa. Nghe cái dụ qua đầu cái lớp này, cái dụ qua lớp khác không có đâu. Tại vì doctor đó là như vậy. Nếu muốn biết doctor giỏi phải biết siêu âm tim. Rồi thì ngoài cái nhà máy nước chúng ta có hệ thống ống nước, đúng không? Ngoài hệ thống ống nước chúng ta có ruộng lúa, có nghĩa là cái nhà của mình ruộng khô ruộng nước, đúng không? Chỗ này sình lầy, chỗ kia khô cạn thì cái huyết động, cái dòng chảy như thế nào chắc chắn chắc chắn gọi là giường mạch máu, đúng không? Ví dụ não chúng ta hoặc là gan hoặc là thận là những nơi cơ quan quan trọng nên máu lúc nào cũng phải tới, chứ không phải tầm thường tới giống như cái não tầm thường tới tỉnh tầm trường đủ tầm thường trường không vậy, nên lúc nào bắt đầu mình phải tỉnh táo. Hoặc chứ còn như là cái tai nạn giao thông xảy ra gì tất cả chúng ta phải dồn về luôn những cơ quan quan trọng, cái tay không biết cắt dồn không ai chết, nên cái giường mạch máu của não, của thận, của gan hoàn toàn khác. Đó là sự khác biệt giữa máu nuôi trên đầu mình á, nuôi não là động mạch cảnh trong khác với động mạch cảnh ngoài. Động mạch cảnh ngoài là nuôi cơ. Dù bây giờ tôi nói gì thì cơ mặt tôi cần máu nuôi chứ mấy bạn ngồi yên đâu có máu nuôi. Như vậy nó là một cái stress test. Có một số trường hợp là yêu cầu bệnh nhân exercise, có nghĩa là mình Doppler sau khi người ta vận động để coi sự biến đổi đến sau khi vận động thì chuyện gì xảy ra, giống như mấy bạn doctor stress test cho tim vậy. Bình thường không đau tim, leo lên xe cứ bước lên cầu thang đau tim nhói tim, stress test tương tự như vậy. Có nghĩa là triệu chứng chỉ xảy ra khi có một cái stress, một cái tác động ngoài đó. Nói đơn giản hơn, mấy bạn bình thường trong túi hiện nay có 100 ngàn, mấy bạn đâu có xài, mấy bạn đâu có thấy kiếm tiền. Bây giờ tự nhiên tôi kêu cho tôi mượn 200 thì 100 ngàn mấy bạn không có đủ, thì lúc đó biết ra ông này không được tiền. Tương tự như tim hoặc mạch máu của mày đi lạch cách hồi, mình nghe không, đứng thì đâu sao, đi 2-3 bước rồi tê chân, lúc đó bắt đầu thiếu tiền. Hệ thống Doppler, hệ thống cung cấp máu cho chân không có đủ. Như vậy chúng ta phải khảo sát ở mặt hai cái, một chế độ rest có nghĩa là nghỉ ngơi một lúc thì cái gì bắt nó đi lên để chạy bộ, cái gì đo là cái khác đi. Nên chúng ta phải hiểu về cơ chế
xin bí mật từng cái đoạn thực đó, chứ không phải là mình như cái máy, đúng không? Để ý là như vậy. Thì cái ông này ông phát hiện mình cái tính năng này, thì ông tên là Doppler ha. Thì cái siêu âm này nó khác cái siêu âm kia ở chỗ nào? Thì mấy bạn nguyên tắc là bây giờ nó sẽ có một cái sóng từ đâu giờ nó phát xuống, và chúng ta khảo sát cái gì? Chúng ta khảo sát cái dòng chảy của cái ống này, đúng không? Như vậy ở trong cái này chúng ta lưu ý cái gì đấy? Lưu ý đầu tiên là cái phương của sóng siêu âm, cái hướng đi của sóng, đúng không? Đây mấy bạn ngó cái đầu dò ở đây thì cái phương của sóng siêu âm. Như vậy cái phương của sóng siêu âm này chúng ta có thể thay đổi được không? Được, cặp đầu dò giống cái đèn cũng chiếu đâu cũng chiếu, nhưng có một thứ chúng ta không thay đổi được. Ví dụ đầu dò để được cái cổ đó để có cái này, cái bạn đâu có thể thay đổi cái vật mình quan sát nó có được, đúng không? Nhưng những cái chỗ rộng hơn cái bạn nghiêng lên nghiêng xuống như vậy đấy. Đầu tiên là giống như tia tới ha, cái này cái sóng tới. Thứ hai là cái phương, thứ hai đó là phương của dòng chảy. Giữa phương của sóng siêu âm và phương của dòng chảy nó sẽ tạo ra cái gì? Cái góc, góc lên, góc trên ra, cái góc này. Góc này vô cùng quan trọng. Góc này nguyên tắc ở dưới 60 độ mới có ý nghĩa để collect data để thu thập. Nếu như là khi mấy bạn đo mà cái góc này nó trên 60 độ thì cái giá trị của góc Doppler thì không có ý nghĩa. Thì nhắc lại hai cái phương. Rồi, cái phương mạch máu có thể thay đổi không? Sao thay đổi được? Trời, nó sinh cơ thể nó chạy cái ống chạy thôi, nó không có thể bẻ mạch máu được. Một số trường hợp được, nếu nó nằm rất là superficial, rất là đông, ứng đè kéo qua kéo lại, nhưng nó nằm trong bụng, nó chạy nó nằm hướng bắc thì nó cứ là hướng bắc thôi. Như vậy cái chúng ta làm được là gì? Chúng ta làm là thay đổi cái phương của sóng âm. Có hai cách để thay đổi phương của sóng âm giống như cặp đèn pin. Một là sao? Quẹo, đúng không? Hay là chính mình thay đổi đầu dò là thay đổi cái sóng chiếu. Hai, nó còn gọi là electronic steering, có nghĩa là tự cái đèn này nó có cái chế độ trong máy, nó làm cái sóng hay gì phát thẳng thì nó méo một bên. Các bạn hiểu ví dụ để đây không thể nào thay đổi đầu dò được, hiểu không? Thứ hướng quan sát thì lúc đó chúng ta thay đổi cái phương của sóng âm bằng bẻ cái chùm tia sóng âm điện tử electronic, cái máy nó sẽ bẻ giống như đèn pin hay gì đó chiếu thẳng thì thì chiếu công qua mình. Các bạn hiểu không? Nên tóm lại ở đây chúng ta thấy cái góc delta này phụ thuộc vào chùm sóng âm và phụ thuộc vào phương của mạch máu. Phương của mạch máu thì không thay đổi, trong cơ thể không thay đổi, cấu trúc cơ thể mình sao nó vậy, và chùm sóng âm. Rồi nhớ rằng góc delta này là góc phải đảm bảo dưới 60 độ. Trên 60 độ, mấy bạn sẽ không thỏa mãn được cái tính chất vật lý để thu thập số liệu. Rồi, trên ba cái hình này, ý nghĩa là sao? Nó khác nhau duy nhất ở chỗ cái phương của dòng, cái hướng của dòng chảy. Tôi xin lỗi quay lại một chút cho này. Phương của dòng chảy có chắc chắn là song song với phương của thành mạch không? À, cái này chẳng qua là nó không có mảng sơ vữa thì nó đi trong cái song song, song song nó thành mạch. Nhưng nếu mảng sơ vữa uneven không đối xứng thì phương dòng chảy chính xác. Mấy bạn hiểu ý không? Có nghĩa là cái mảng sơ vữa nó hơi lờ đỏ, thay vì đi song song với dòng chảy thì giống như chảy qua khác thì nước nó không xéo qua được. Như vậy độ chính xác để đo vận tốc không phải là phương của mạch máu mà phương của dòng chảy. Nhắc lại chút xíu ha. Thông thường hai cái này nó giống nhau, nhưng một số trường hợp mảng sơ vữa không đồng nhất thì nó làm cái phương của dòng chảy nó không song song với phương là không. Nhưng câu hỏi thì nếu mà chọn độ chính xác thì chọn cái phương dòng chảy chứ không phải là phương của mạch máu, cái hướng đi của mạch máu. OK, đây
thì hai cái hình này chỉ khác nhau ở chỗ là gì? Bóng thể hướng nào, đúng không? Ví dụ đứng yên này, anh chị thấy tần số đến và tần số đi, thì rõ ràng ở đây là nó gọi là cái độ chênh lệch về tần số âm tính, có nghĩa là hướng của dòng chảy là đi ra xa khỏi đầu dòng, nó đi xuống. Nên khi mà cái tần số thu lại thì nó nhỏ hơn tần số về đi, đúng không? Ngược lại ở đây là positive frequency shift, là độ chênh lệch nó dương tính khi nào cái này là hướng dòng chảy hướng tới đầu dòng. Ý nghĩa của ba cái hình này có gì đó là như vậy. Dù rằng negative hay là positive thì nói tới hướng dòng chảy chứ không ảnh hưởng gì tốc độ này. Thế chưa? Chứ mình thấy cái đó nó dòng lại ít cái kia nó chạy chậm, nó còn không thấy may. Chỉ nói cái độ chênh lệch âm dương thôi. Khi nói độ chênh lệch dương đồng nghĩa với dòng chảy đang hướng tới cái đầu nhỏ thôi. Vậy ha, mấy bạn dừng tôi lại nếu các bạn không hiểu. Để nó qua nó không có nhắc lại, có thể là trong quá trình nó nhắc tới nhắc luôn. Nhưng mà mấy bạn, đây là những kiến thức cơ bản. Mấy bạn không lắm là mấy bạn sẽ không có thể biết được những gì xa hơn. Hình ảnh nói lên cái gì? Mấy bạn lưu ý, tất cả những tế bào máu trong một mạch máu không dịch chuyển cùng một tốc, giống như dòng sông, giữa dòng cùng phụng sát bờ khác nhau. Rồi chưa nói ngã ba bên lỡ bên bồi, đúng không? Tại sao bên mảng sơ vữa bên này nhiều, bên kia mảng sơ vữa ít? Bên kia nhà sạch nhiều, nhà bên kia sọc sạch sạch, nhà tôi không sạch. Như vậy, tất cả huyết động học nó sẽ tác động lên thành mạch, đúng không? Dòng chảy, mảng sơ vữa, mọi thứ trong dòng sông thì đi như trong mạch máu của mình. Như vậy, cái hướng của nãy mới nói cái hướng của cái hình ảnh của cái này thì rõ ràng đa phần những gì giữa trung tâm của mạch máu là dòng chảy nhanh nhất và mạnh nhất. Khi nó nhanh là nội tập, khi nó mạnh là nó đi cường tập, đúng nha. Như vậy có ý nghĩa gì ở chỗ này? Ý nghĩa thứ nhất là chúng ta nên bắt cái gì giữa dòng, thấy không? Đó, thì tín hiệu nó sẽ mạnh. Chứ giờ mấy bạn bắt bên cạnh dòng sông thì không có tốt, bắt giữa dòng. Tại vì sao? Mục tiêu tốt hơn cuối cùng của mấy bạn là đo được vận tốc của dòng chảy. Ý nghĩa là gì đó? Mà muốn đo được vận tốc tối đa thì phải biết cách chọn vị trí. Thứ hai, nhìn trên đây mấy bạn nói khi các chị sử dụng Doppler màu, khi Doppler nó dùng thì đó là cái vận tốc trung bình. Mấy bạn hiểu không? Bình quân. Dù như tất cả các chỗ nhanh, chỗ chậm thì nó sẽ lấy bình quân. Nên cái màu nó thuộc dạng bán định lượng, nó cho các chị ước lượng vận tốc trung bình, chứ nó không cho được vận tốc absolute, vận tốc tuyệt đối. Còn ngược lại, các chị sử dụng Spectral Doppler là đo chính xác vị trí này dòng chảy là bao nhiêu cm về, bao nhiêu mét về. Các bạn lưu ý ha. Đây, từ cái công thức của Doppler shift, có nghĩa là cái độ chênh lệch. Như vậy, tôi sử dụng thấp siêu âm, tôi gửi một tần số V0, F0 và sau đó một cái tần số điện về là F1 và F thì tôi có hiệu số. Như vậy, thông qua cái hiệu số đó, cái mục tiêu cuối cùng của tôi là tôi biết được gì? Được cái vận tốc. Nên nguyên cái bài nó tập trung quanh cái này. Hiển nhiên nó chưa tới cái phần biến động nên cái bạn sẽ thấy dễ chứ không? Cái này mới tập trung về mặt vật lý hoàn toàn. Thì như vậy chúng ta có cái delta F, Doppler shift, vận tốc dòng chảy, vận tốc truyền tới, góc Doppler và vận tốc chống lăn. Như vậy chúng ta biết hết, cuối cùng cái chúng ta muốn đi tìm là cái V. Cái chúng ta muốn đi tìm là cái vận tốc. Như vậy máy nó tính hết V1
thu thập được cái chúng ta muốn biết, đó là vận tốc là bao nhiêu. Các bạn hiểu lý không? Rồi. Nó có hai loại. Một là cái gì thấy cái chữ nó gọi là whole square, có nghĩa là double sum. Một cái xài cái tim thường nó gọi là continuous, là sống liên tục. Sống liên tục và sống sum thì nó khác nhau cái gì? Rồi. Cái bài nói đây, khi mà một cái sóng xung có nghĩa là trên đầu dò nguyên tắc chỉ có một tinh thể vừa đóng hai chức năng, chữ T là transmit truyền, chữ R là receive nhận. Không có cái nào mà vừa truyền vừa nhận hết trên một miếng, nó đóng hai chức năng như vậy. Giống như mình cầm cái đồ bỏ vô, bỏ cái bông lắng nghe, đúng không? Chứ còn gõ liên tục thì không biết nó khác từ đâu ấy. Như vậy, thằng này là sống, nó khác nhau là chỉ có một miếng thì tinh thể. Nên nhiệm vụ nó gõ cái bông một cái lắng nghe, giống như một cái tiếng chuông chùa vậy đó, đúng không? Còn cái continuous thì nó sẽ xảy ra như thế này. Có nghĩa là gì? Phần truyền thì ta cứ truyền, phần nhận thì ta cứ nhận. Hai tách biệt ra. Nhưng mà hai cái này nó được cái gì mà nó mất cái gì? Khi mà cái sống continuous thì không có biết, không có biết được độ sâu, không biết độ sâu. Nhưng ngược lại cái sống quen, ví dụ tôi đứng đây tôi cầm cái chuông, tôi gọi cái bông, cái anh kia biết khoảng cách tôi khoảng nhiêu, tôi cầm cái chuông ra kia, tôi gõ là tiếng công, anh nghe được cái âm thanh truyền tới tai anh là anh biết là tôi đi xa thôi, là anh dự đoán được độ sâu. Còn ngược lại ông còn chỉ nhớ sao không biết, ông truyền tới ông đụng cái bàn này bung nó dội ra, đụng cái bung dội theo cái này cứ nghe lại thì nó chỉ biết là nó có một vật cản, nó không biết độ sâu là gì, để nó không có cái timing, nó không có thời gian, nó không nhận được. Cái bài hiểu ý không? Nên hai điều này khác nhau, nên còn chỉ nhớ chỉ sử dụng cho cái gì? Tiếp không còn sung thì đa phần đều dùng cho bạn. Cái này hơi sau từ từ tôi sẽ giải thêm khi viết lại cái trên máy. Rồi cái này có một từ nữa cần giải thích các chị, nó gọi là power dollar hoặc angel. Khi chữ power về Việt Nam mình không biết tại sao dịch ra nó là nó vừa năng lượng. Thực tế thì power này ở trong toán học bên tiếng Anh dùng nó là lũy thừa, còn mình dịch là power năng lượng, nó không đúng trong cái ngữ cảnh này, nhưng quen mà ai cũng đắp lên năng lượng nó không được phải. Vấn đề đó chỉ là một cái đắp lên thông thường, nhưng mà nó không quan tâm tới là cái gì hướng của dòng chảy, mà chỉ có xác định là có dòng chảy hay không có dòng chảy, chạy hướng nào về đó. Vì sao có cái điều là nên các chị nhìn trên cái Doppler, power Doppler này không có thang màu, chỉ có cốt màu. Thang màu có nghĩa là có đường nền, có trên có dưới, trên màu đỏ dưới màu xanh, trên màu tím dưới màu vàng, còn những nữa là cái bạn hiểu ý không? Còn power Doppler là hay nó còn nghi chữ angel, có nghĩa là Doppler nhìn thấy mặt cũng nhỏ. Ví dụ tinh hoàn, sóng tinh hoàn máu vô luôn tinh hoàn rất là dòng chảy rất là chậm. Nhiệm vụ chúng ta xác định là máu có xuống hay xuống xuống để chẩn đoán giữa một cái viêm tinh hoàn cấp và một cái sóng tinh hoàn, hai cái bệnh sinh khác nhau. Sóng tinh hoàn máu không xuống được chậm hơn, còn viêm tinh hoàn máu tới nhiều hơn, đúng không? Như vậy chúng ta không quan tâm đến hướng dòng chảy, chúng ta quan tâm là máu có tới nuôi hay không. Còn máu nuôi thì khỏi mổ thắng xoắn, nếu mà nghĩ tới viêm điều trị theo viêm. Nên thằng này nó sẽ bắt được những cái tín hiệu nhỏ, nhưng mà ứng dụng của angio hoặc là power doppler trong trường hợp khảo sát nơi nào mà dòng chảy chậm, hiểu ý nghĩa chưa?
nha. Power là khi mình nghĩ cái power trong đầu mình nó hàng ăn thì, ví dụ thêm em siêu mà mưa máu trong gan, nó là những sai máu chảy rất rất chậm thì chúng ta sử dụng. Tuy nhiên những mạch máu nhỏ thì đồng thời cái nhiễu nó cao, mình chỉ cần lưu chút xíu nó còn nhẹ, chính do mình tạo ra các thứ khác. Nên nhắc lại, xưa mạch máu nhỏ là cái này là tốt, nhưng độ nhảy nó quá cao nên nó gây ra ảnh nhiễu, nên mình phải cẩn thận. Khi mình cầm đầu dò mình phải cầm vững, nghe không? Khi muốn đa phần các bạn sẽ thấy khuynh hướng là nó sẽ, ví dụ động mạch cảnh đi lên, động mạch cảnh đi xuống, thận đi ra thận, vô thận, đúng không? Có gì không? Có cái gai nó đi ngược, nó đi vô cửa, đi vô động mạch, vô thoát ra động mạch, nghe thoát. Còn những cái này thì hầu như nó song song, đúng không? Động mạch chân thì xuống cái bên cạnh có cái lên, chứ ta lo cả hai hệ thống khác nhau. Rồi. Những lúc trên này thì tôi chỉ đưa ra sơ sơ, các vị sẽ bữa sau sẽ ghi bài từ cho danh từ, các vị nên đọc catalog máy, nó cũng căn bản giống nhau thì mấy bạn sẽ thấy những cái đường nền baseline là tôi chụp ra cho mấy bạn ngó thôi, đúng không? Là cửa sổ thu tín hiệu nè, pulse nè, repetition filter là tần số tái lập xung là gì nè, steering là vẽ hướng hướng của hợp màu nè. À, mấy bạn sẽ coi đúng không? Ví dụ cái nguồn nó là gì nhỉ? Còn TDS wave rồi. Nói chung nó có hết. Thế nào là triplex thì những cái này chúng ta trên máy tôi sẽ hướng dẫn thì mấy bạn sẽ nhớ hơn. Tôi chỉ đưa ra. Nhưng mà nó khá nhiều lúc. Các yếu tố kỹ thuật mà chúng ta cần phải lưu ý. Thứ nhất là Doppler gain. Chữ gain mấy bạn biết rồi, nó y như B gain là siêu màu, trắng đen. Gain có nghĩa là khuyết đại lên, nhưng khuyết đại màu. Mấy bạn khuyết đại màu thì trắng đen nó nghi nhạt, chứ mà khuyết đại màu thì trắng đen chỉ ảnh hưởng đến tín hiệu màu thôi. Như vậy khi nào phải khuyết đại màu, hiển nhiên cái mục tiêu của mình là để bắt màu mà chúng ta không thấy màu thì chúng ta thì sao? Thì chúng ta phải coi lại tại sao không có màu. Một là gì? Hiệu yếu quá, chúng ta khuyết đại lên. Hai, khuyết đại lên luôn cũng thấy màu luôn thì chuyện gì xảy ra? Khuyết đại luôn không có màu luôn. Mấy bạn cứ tưởng tượng tất cả mỗi cái hồng cầu ở trong mạch máu nó giống như một con cá trong mình sâu. Mình đang bắt cá gì đây? Bắt cá mập thì lấy lưới cá mập, bắt cá lòng đông thì lấy lưới lòng đông. Vì bắt con cá lồng đông, ý tôi giả dụ cá lồng đông là máu chảy ở sinh hoạt, lấy dưới cá mập mập bắt thì sao đúng, sao dính. Nên có một câu tôi hay nói với bạn đi, có màu chưa chắc có máu, mà có máu chưa chắc có màu. Cái câu đó rất là sâu xa, có nghĩa là do mình thôi, cá thì có, nhưng con cá lồng đông thì lấy cái rổ cá rô múc thì nó tụt hết, nó không dính con cá được. Thế bạn đồng ý không? Nên trong trường hợp này, đó là nghe chúng ta phải chỉnh. Ví dụ các chị ngó ở đây là cái ý thứ hai, xin lỗi mình quay lại từng ý một để thấy luôn. Cái này là PRF là tần số tái lập xung. Cái này có thể tôi giải thích ở trên cái máy các chị dễ hiểu hơn. Tần số tái lập xung là giống như là một cái vận tốc nào nó cũng có một cái ngưỡng đấy, giống như mình lấy một lưới cá rô lấy lưới cá bắt còn đông mà bắt cá rô thì chắc chắn là bắt lưới. Thì cái chỉ số PRF là tần số tái lập xung, tần số tái lập xung sẽ xác định cho cái gì một cái ngưỡng tối đa để dự trù mình bắt một vận tốc bao nhiêu. Nói như vậy đồng nghĩa với câu hỏi gì về vận tốc ở đây không dễ gì chưa? Chưa học cơ đó giờ nghĩ vận tốc thì đúng không? Dù như một vận tốc mà mình theo thể gì? Hôm nay chúng ta gọi lớp có tơ, chúng ta phải biết. Thì khi nó là cái thể 50
nhưng đó cũng có hai điều khác sắc và hướng chính chúng ta biết thì chính vừa thực tế là những vận tốc dòng chảy trong cơ thể cũng như là cái chỉ số RF với bạn sẽ biết được. World filter là cái độ lọc thành thì mình ghi ra để mình nắm độ lọc thành. Thế hồi độ lọc thành như thế nào thì vô hình sẽ biết. À, tần số Doppler duplex triplex rồi tần một hình một để giải thích. Bây giờ anh chị nhìn vô một cái hình này, một cái hình rất ư là cái gì? Cũng cùng một mạch máu. Đây hai màu các chị có không? Đây là màu đỏ, dưới này màu xanh, chứng tỏ là sử dụng màu thông thường conventional. Rồi cái thứ hai, nhìn hai màu này khác nhau là do cái gì? Các chị thấy color box không? Hộp màu này mở to hơn, hộp màu này mở nhỏ hơn. Hộp màu mở càng nhỏ thì frame rate là tốc độ của hình càng cao. Tốc độ của mình càng cao thì sẽ bắt được tín hiệu mạnh hơn. Như vậy, một cái color box thông thường người ta mở tối đa 1/2 màn hình trong đêm thôi. Hiểu không? Cái color box thì các chị có thể chỉnh to nhỏ lên, nhưng không mở quá to, thường khoảng 1/2 tối đa màn hình của các đèn. Các chị thấy chỉ cái chỉnh một thông số là cái màu là khác nhau. Thứ hai, các chị chỉnh màu kiểu gì thì chỉnh, nó phải gây ra một cái từ nó gọi là cái hiệu ứng, nó gọi là fill in. Fill in có nghĩa là có hiện tượng lấp đầy mặt nó. Hiểu ý không? Đây ví dụ là một mạch máu, khi chị làm fill in cái gì chị bỏ màu lên bắt được là nó lấp vừa đầy mà nó không bị lê liệt, có nghĩa là hiện tượng tràn màu. Có nghĩa là chị khuếch đại quá tự nhiên ở đây hôm nay mình máu ở ngoài này cũng có màu, mà chúng ta điều chỉnh không đúng, chúng ta điều chỉnh vừa đủ fill in thôi. Các chị điều chỉnh rồi rất là hay rồi thì chị thấy nó quyết bất miễn mạnh sự lắm. Nên cái kỹ thuật fill in nó rất quan trọng. Tại sao nó quan trọng? Tại thông thường các chị expect trong chờ là gì? Mạnh sự bữa đó là em của nhà, nhưng thực tế một số trường hợp em của kem, có nghĩa là nhìn nó màu đen không giống như máu vậy. Mọi người điển hình nói về mạnh sự bữa quái chiêu khó chịu nhất đó là thầy ngoại xuống sờ mình nói bình thường bình thường bạn sờ vỡ bằng ngón tay thôi, nhưng nếu ai làm kỹ lắm phiêu minh mới thấy, nếu làm sờ trắng đen không thấy được bạn sờ vỡ, có nghĩa là nó gọi là sonolution, có nghĩa là cái cô kém nó nằm nhìn giống như tưởng máu vậy, nhưng thật sự nó không nguyên một cái bạn sờ vỡ. Nhưng mà theo thời gian thì nó sẽ phản ứng dậy ở cái nên cái kỹ thuật phiêu minh này chỉ làm cho quen tay. Tôi sẽ hướng dẫn cái máy mà tăng lên giảm xuống chừng nào sẽ vừa, hiểu không? Giống như mình nấu nước sôi vậy, đừng nó sôi quá đảo ra khỏi nồi mà kích quá thì nó không sôi, mình canh như thế nào. Rồi như vậy color box là sẽ mở 1/2 là vừa. Đây người ta mở cho các chị xem một cái color box đây là tôi mở nó chiếu cũng là chút xíu này. Đây là một thông hình rất là lớn, chắc chắn khác nhau. Các chị nhìn vô đây hai màu đúng không? Nó có đường này. Steering, nhớ chữ steering ha, là bẻ hộp màu. Steering là như lái xe đó, cái vô lăng đó, còn là steering là cái bánh lái. Các chị có thể để ở giữa thẳng hàng, vừa trái vừa phải, thì cái này như vậy. Để ở giữa thì nó là hình chữ nhật. Chú ý nha, đây về qua một bên nó hình bình thường, cái góc nhọn cũng nằm đây và cũng sẽ tương tự đây các chị nó. Hình này là mặt cảnh, tại sao xanh xanh là đỏ? Tại vì sao các chị nhìn như vậy? Trong trường hợp này mình sẽ hướng thêm một thứ nữa, đó là khi nào quẹo trái, khi nào quẹo phải, nó có nguyên tắc.
tắc, chứ không phải lúc nào cũng muốn người trái đường trái đường phải. Tại khi các chị quẹo sai hướng thì máy tự động hiện lên chữ US stupid. Tại vì máy nó không hiểu. Hiểu không? Tại vì chúng ta lưu ý góc theta Doppler là máy nó phải mặc định hiểu. Còn chúng ta làm sai mặc định thì máy không hiểu. Là sẽ cho làm gì ạ? Thì đây, cái gì ngó người ta để hợp hình hợp màu là center. Đúng không? Như vậy, nhìn vô đồng mặt cảnh này, chúng ta sẽ coi tướng của dòng chảy. Về siêu âm đồng mặt cảnh thì mặc định đây là cái đầu của mình nha. Khoan về cái chảy đâu? Đây là trái tim. Nguyên tắc máu từ bên tim phải chảy lên trái tim. Thì nhìn vô thang màu, đây là màu xanh, là xa đầu dò, màu đỏ là hướng cái đầu dò. Ở đây màu xanh, xa đầu dò, có nghĩa là máu chạy từ đây tới đây. Quá đúng. Tiếp tục, máu nguyên tắc chạy lên, chạy gì? Hướng cái đầu dò. Cái này xanh đỏ chẳng qua là khác nhau là phương mạch máu tự nhiên như vậy. Qua cái cua mà. Nên cái này màu đỏ đúng, cái này màu xanh đúng. Còn chỗ này không màu đúng luôn thì cái góc theta 90 độ. Cô sai 90 độ phải không? Đúng không? Hey, where are you? Nhắc lại, muốn đọc đầu tiên là chúng ta phải biết mình đang khảo sát cái gì. Mình nhắc đây là sáng tác động mạch cảnh, tìm đề cái đề bài cho đề. Động mạch cảnh thì đây là cái đầu và đây là cái tim. Mình nói về mặt lý thuyết thì phát cái nó bệnh thẳng chứ. Thì máu phải từ tim lên trên đầu. Tim lên trên đầu thì nó phải đi hướng này. Rồi, cái đó là một chuyện chúng ta bỏ ra ngoài mình. Chuyện thứ hai là mình đọc theo cái thông số màu. Ở đây thông số màu là màu đỏ, trên đường nền là hướng tới đầu dò. Đúng không? Vì cái nghĩa hướng tới đầu dò thì máy cũng có thể màu đỏ, thì hướng này, đúng rồi. Còn màu xanh là xa đầu dò. Xa đầu dò thì đầu dò nằm sát vào da thì xa đầu dò hướng này. Chỉ hơn cái của... Thôi từ từ đi. Rồi. Cái góc này bây giờ lưu ý nhiều hơn nói vài lần thì tới cuối khóa cũng nhớ thôi. Đầu tiên cũng siêu âm là mặt cảnh là mặt cảnh ha. Left CCA là common carotid là mặt cảnh chung bên trái thì chúng ta thể hợp màu. Rồi hợp màu này không phải center mà hợp màu này là hình bàn thành. Tôi chỉ lưu ý tất cả những hợp màu nguyên tắc là góc nhỏ của hình bình thành phải hướng theo phương của mặt máu. Trong trường hợp này đúng. Phương của mạch máu đi sao? Hướng lên trên này. Đúng không? Thì đường này nó cũng hướng lên cái góc này. Nó nghĩa là nhìn cái màn hình này góc một hình thân trên kia hướng cùng một hướng. Trong ngược lại cái hình bình thành mà nó vẽ ngược lại cái góc nhỏ nó hướng bên này. Có nghĩa là giống như là hình chéo này. Không được. Lúc đó máy ta không hiểu. Nhắc lại, phương góc nhọn của hình bình hành là cái color box. Nó phải theo phương của mạch máu. Nếu phương của mạch máu hướng này nè. Anh chị ngó cái hình chéo đó, tôi không hướng lên góc kia. Thì góc nhọn của hình hướng được. Cái bạn anh nếu làm về máy, các bạn quay cái máy không hiểu. Nó cho ra tầm lúc. Rồi. Nếu mà đo cái này, các bạn thấy cơ bản nó nhắc thôi. Nhìn như đây có thang màu. Đây có đường nền. Hướng tới đầu dò màu đỏ. Nhắc lại một lần nữa, đây là cái đầu nhân, đây là tim. Máu từ tim lên đầu. Như vậy, máu nó đi hướng này, từ tim lên đầu là nó hướng tới đầu dò màu đỏ. Đúng không? Đúng. Các bạn tập quen đi, cái hồi nó chạy ngược lại cái biết máu chảy đi đâu. Biết máu nó chảy đi đâu, nghe thầy nói. Đang nói cái điều hiển nhiên là bình thường, nó hỏi bất thường thì nó chạy ngược lại sao? Hai cắm nó chạy ngược. Có khi nào đậu chuối nó chạy ngược không? Đậu chuối chạy ngược, không có cái ông gì vô chữ. Hà bông công mà. Rồi, ví dụ cái hình này, nếu mà tôi hỏi các bạn, hình này có đủ chữ, đủ tiêu
dụng để thu thập dữ liệu hay không? Mấy bạn nhìn vô, ok, hình chữ đen rõ ràng. Cái hai, tôi đã bóc mở 1/2, ok. Màu có vẻ phiêu linh, được. Nếu các bạn nhìn kỹ đây là lớp intima nè, là cái lớp nội mặt, được. Rồi cái gây, cái cổng thu tín hiệu để 1/3 ở giữa, đây là cái cổng thu tín hiệu. Được, nói sơ để các bạn nhìn định cho nó quen. Rồi cổ, ok, có là đỉnh tâm thu, có cuối tâm trương rõ ràng. Nhớ nha, nhiều khi có đỉnh tâm thu mà không có cuối tâm trương cũng được xài. Rồi cái cổ đang đúng. Có cửa sổ cổ còn ngon. Rồi có góc lớp lơ bao nhiêu. Nhưng mà nghĩ đây góc lớp lơ theo gồm là 60. Ok, xài được. Có nghĩa là có nhiều thông số chúng ta phải lưu tâm đến trước khi chúng ta quyết định xài nó hay không xài. Thế còn vô nhìn thì đẹp, 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 đẹp. Nhưng tôi hỏi cái gì quý vị phải phân tích, cái này có thể thu thập số lượng được hay không? Không, phải ghi đổi ghi đổi để cho chỉnh mới ra. Và hình thứ hai sai được không? Không đổi kỹ thuật. Có câu thứ ba cũng đổi kỹ thuật, cái nào cũng đổi kỹ thuật hết. Nhưng bây giờ phân tích nhiều người không biết thì cứ kêu đổi kỹ thuật, cái hồi bỏ đổi gì nào không biết à, đúng không? Ví dụ, đấy, giờ nó để sai coi đâu không? Đọc kiểu gì đây? Đầu tiên, ví dụ để hình này lên, nó đủ kỹ thuật không? Thứ nhất, hình trắng đen được. Cái thứ hai, hình phiêu binh cũng ok. Thứ ba, coi đâu bóc mở cũng được. Rồi bây giờ đọc. Có lớp bóc để sai đúng không? Góc nhọn của hình bình hành phải song song với phương hướng cùng phương với phương mình nói. Phương mình nói đi hướng góc lên góc này. Phương cái góc này lên hướng này. Thì nó thành chéo ra được. Như vậy đọc thử coi làm sao hay. Ở đây là cái đầu, đây là cái tim. Máu phải đi từ đây đến đây. Máu đi từ đây đến đây, có nghĩa là nó phải hướng cái đầu dòng, hướng cái dòng xanh để ra bỏ. Thấy chưa? Đúng không? Nếu đúng là nó phải là màu sắc. Để quy định của mình màu xanh là hướng tới đầu dòng. Các bạn hiểu ý ha. Nên mấy bạn phải để cho đúng trước khi sử dụng số lượng. Còn cái này chưa nói tới cấp lợi, có nghĩa chưa nói tới phổ. Đồng ý không? Rồi, cái gì nói à? Thì này ok, cái này chỉ dở ý nhất, nếu mà nhìn vô là hình ảnh rất là rõ ràng, chỉ có vấn đề tỉnh táo mà nhìn cái bố cục hình ảnh không hợp lý, nhưng có chút xíu là cái này bỏ trống làm lớn lên thay cái nét, thay đổi cái nét cho cái hình nó to ra. Rồi thấy không, cái này để cái color box góc nhọn của hình bình hành chính xác thì nó có màu. Để góc nhọn ngược lại, không có miếng màu. Như vậy trong trường hợp gì để ngược lại mấy nó không hiểu. Như vậy cái gì nhìn vô đây không có màu ở trong lòng mặt. Cái gì nói sao? Không có máu rồi. Não không có máu sao? Đúng không? Nên vui lòng để color box phải chính xác. Color box không chính xác, không hiểu ý chuyện nữa. Tại bao giờ trước khi đi đến phổ, bao giờ chúng ta cũng phải sử dụng màu để định hướng. Các chị để sai màu, nhất là dùng tiêu đơn giản để vô cái tinh hoàng. Tinh hoàng thì làm sao? Nó đâu phải là cái ống đâu mà biết ống cái này hướng nào. Center, right or left, không biết. Nên nhiều khi cái khô của chị để center không thấy, thì chuyển styling cái màu qua left. Vì thấy rất nhiều. Tại vì mình không biết, phải dò. Các chị hiểu không? Nên nhiều khi một cái một màu mà để trên một cái vùng khối u mình không thấy rõ, mình có thể steering. Chính cái steering của mình đã thay đổi góc theta thì nó sẽ xuất hiện trên trên màu. Đó là cái tinh tế trong khi làm. Nên nhiều khi cái steering nó lợi hại lắm nếu mình biết sử dụng. Hiểu chưa? Ví dụ để lên tinh hoàng để ô dung mở ra tự động nó
hình chữ nhật không thấy màu. Các chị chỉ cần vẽ cái góc màu, vẽ cái steering ra, quẹo qua cái đó áp dụng được tất cả những khác. Một cái ô mềm chỉ da như thế này, cái góc đó mình không bắt được tín hiệu màu, nhưng góc khác mình sẽ bắt được, hiểu không? Nên cái lần mình có cứng nhắc. Rồi, cái này có nói một lần rồi, cùng một manh mối. Tại sao vậy? Vì sao xanh xanh lỏ lỏ? Câu hỏi kia luôn. Cùng một manh mối, tại sao xanh, một bên xanh, bên lỏ? Tại sao? Câu trả lời chúng ta là nhìn vào cái này, chúng ta có biết được phương mình máu không? Sao biết được? Mình cắt ngang mà. Hồi nãy đưa lên các bạn biết liền chạy hướng nào không? Câu này cắt ngang. Như vậy xanh xanh đỏ đỏ này là do chúng ta thay đổi cái gì? Phương của trình sóng âm. Hiểu ý không? Ví dụ như để đầu dò đây, để cắt ngang mà hướng dậy màu đỏ, để nguyên vậy, phải như này, đúng sao? Đúng không? Như vậy đỏ xanh ở đây chẳng liên quan gì, chỉ khác nhau là sự thay đổi của hướng của cái đầu dò thôi. Đầu dò hướng lên não hoặc đầu dò hướng tim, không quan trọng. Đúng không? Một cái thì thay hướng cái đầu dò, cái hướng xa đầu dò thay đổi mà. Nên nhắc lại, người ta đưa cái này là vì cho chúng ta không biết phương dòng chảy, nhưng mà chúng ta biết là do thay đổi phương của mặt học. Tại sao mà nói câu đó? Từ đầu bài người ta nói hệ thống mặt học không có gì thay đổi. Ở sinh ra mình cứ đi hướng đó thì đi hướng đó, mình không bẻ đi hướng khác được, đúng không? Mặt cảnh nó đi hướng nhẹ, nó chu ra lỗ ống sống, rồi mặt ống sống nó đi nhảy, cách nào mình bẻ đâu, đúng không? Thôi được em. Đây để lý giải superscan có nghĩa là feeling là như thế này, lắp đầy. Nếu mình chỉnh rồi mà lắp không đầy có vấn đề. Ví dụ một người đã từng đặt một cái stand vào cảnh thì hình ảnh nó khác, đúng không? Cái này lắp đầy, còn cái này over, tức là tràn vào, nghĩa là khuếch đại quá mức. Như vậy cũng giống như cánh đen vậy, tăng lên giảm xuống, tập cho quen mắt. Cái bạn vô là không thèm núm bật cho cái gì hết, cứ để làm không lên chứ không xuống. Cái gì mà có cái núm là cái bật không bạn, người ta kiện đó. Rồi đây chuyện gì xảy ra, cái gì theo bên này không có một miếng màu. Cái kêu không có màu, cái kêu cái khối từ mặt cửa, cái này đang cắt cửa mặt cửa, nhưng mà thực tế cái này đâu phải. Các bạn hiểu ý tôi không? Cái này là do mình không khuyết tật, còn cái này tăng lên khuyết tật. Feeling, feeling cũng là một kỹ năng của đánh giá cái khối từ mặt cửa rất là ok. Những ca cái khối từ mặt cửa ai mà làm màu chỉnh khéo léo và thấy ra. Tại vì sao? Những cái thrombose nó không phải là egoic, không phải là bạn ông, mà nó solution, có nghĩa là nó phải không kém giống như máu vậy. Thấy không? Nhưng cái chị feel in lên thì những cái chị thấy nó có hiện tượng cục đầu, màu tới đó đứng. Thậm chí tới không những đứng mà đang màu đỏ chỉ sang một chút xíu màu xanh, giống như chị cầm xô nước tạt vô tường thì sao? Nước dội lại, thấy không? Tạt vô là màu đỏ, dội là màu xanh. Các bạn hiểu nên mấy bạn chỉnh một cách hợp lý thì được rồi. Rồi còn cái này nhiều ghê quá. Đây là khảo sát cái gì thi xong rồi, cái này là cái gì? Nhiều khi không giải thích hay khảo sát cái gì cũng mấy bạn biết. Các bạn nhớ tôi kể chuyện cười không? Chứ mà ông đó, ông chẳng nói cái ung thư gan hai ổ đó. Mà lúc đầu bê là cái câu hỏi
Thì con nó không đi học, con nhìn vô tự sư ông Đen. Trong điều mà thấy hình có hai cái linh hoàng, cái cung tư ngang hai ổ. Thì có thể đó, trong trường hợp này mấy bạn phải nhận định được, tôi chỉ nói là nhìn biết là cho quen chứ, phải nhìn chứ. Đây này siêu âm đo cái AC abdominal circumference, cái chu vi vào bụng của em bé. Thì đây là cái gan nè, cái móc gan của tĩnh mạch cửa nè, và đây là cái bao tử của em bé, đây là cái hình chúng ta phải cắt được khi làm sản, chu vi cái bao bụng đúng không? AC AC thắp ra siêu âm rồi về đo. Thì trong trường hợp này rõ ràng gen này 35% và 71% thì cái này là chuẩn xác, đúng không? Không có hiện tượng càng màu không gì hết. Cái gen là do mình bình tĩnh. Còn này thì thôi, cái này nếu là câu hỏi thì mà biết anh chưa làm gì không? Thấy gì ở màu biết cái ông gì? Nếu mà gọi cái tên là cái này là cái gì, cái này là cái gì? Một, ghen quá, đúng không? Ghen quá quá nhiều, ta ghen quá mức. Nhưng mà ghen quá mức, cái này nhìn có vẻ là homogeneous, đồng nhất về mặt. Nó chỉ tràn màu ra ngoài thôi. Cái này xảy ra tình huống gì? Ở trong mình học tim mạch nó có một thứ nó gọi là run mill. Khi một vùng tắc chảy qua một chỗ hẹp quá mức, hiểu không? Thì run mill nó gọi là một cái chấn động thôi, đúng á. Cái nó qua một chỗ hẹp quá nó lắc kìa. Thì ở đó, ví dụ đặt stent, đặt một cái chip trung gian, đặt một cái stent chung qua nó hẹp quá. Mấy bạn ngày xưa mình đi học nó đến tháng rồi không? Cảm giác cái trung, nên cái này là một trong những khảo sát trong ngang, có nghĩa là đặt một cái chip mà nó bị hẹp đi để tạo ra một cái chấn động, cái qua cái chỗ hẹp nó rung gì đó. Cái bản thân trong cái này nó không đơn thuần chỉ là cái gen của nó, đúng không? Đưa lên đường nền thì có hai loại đường nền, đường nền của màu và đường nền của ổ. Đường nền thì chúng ta có thể sao kéo lên hoặc là kéo xuống. Baseline đây khi có thể kéo lên và có thể kéo xuống, thì khi nào kéo lên khi nào kéo xuống để giải quyết trên phần máy dễ hơn, nhưng mà nó có ý nghĩa chứ không tự nhiên người ta làm đường nền này kia, đúng không? Nhưng hai cái này là một, mấy chị nói lại hơn, nó sẽ là một, có nghĩa là nếu để ở giữa thì nó chia đôi, cái gì kéo về hướng này thì nó sẽ dồn qua hướng kia. Đây cái gì nói đường nền ha, dù như để đây là nằm ở giữa, này giờ cái màu xanh thì cao, cái này giờ màu đỏ thì ứng dụng nó sẽ hướng dẫn. Còn color scale khi có đường nền có nghĩa là có phía trên đường nền mà có dưới đường nền, khi cái vận tốc gì nó quá ngưỡng, ví dụ tôi để ở đây vận tốc là 30 cm về tối đa, nhưng vận tốc thực tế của cái chỗ mình khảo sát là 70 cm, thì nó xảy ra là gì? Vượt ngưỡng, đúng không? Cái cần này có 3 chậu cơ, giờ 70 kg leo lên thì cái chuyện gì xảy ra nó vượt ngưỡng. Vượt ngưỡng thì nó đảo cực, có nghĩa là gì? Một là cực màu đỏ, hai là cực màu xanh. Giờ quá đỏ thì quá xanh, quá xanh thì nó phải đỏ. Cái máy nó mặc định vượt ngưỡng là có lẽ nó đổi xuống phía dưới. Mấy bạn hiểu không? Nên đây nói cái hiện tượng vượt ngưỡng là như vậy, nên cái nào nó càng cao thì nó đổi xuống, nó quay ngược lại. Như vậy hiện tượng vượt ngưỡng cho phép chúng ta có nghĩa không, có giá
hay là nó là xảo ảnh, nó ý nghĩa. Cái nơi đó cho chúng ta hướng tới dòng chảy cao nhất đang ở đâu, dòng chảy xoáy nó đang ở đâu, hẹp có thể xảy ra ở đâu, nó có cái gì bất thường đó. Đôi khi có nghĩa là chúng ta nghi ngờ, chúng ta phải hướng tới rồi quay cái hình như này. Ví dụ như đây các chị nó, đây là một cái tip, một cái thông nối chỉnh mặt cửa và chỉnh mặt thiên nhiên. Thì đang màu đang đẹp đẽ vậy tự nhiên tới đây đổi màu à, tại vì cái này trên những bệnh nhân mà đang chờ cái ke hoặc là giải áp đi thì vô tình để thấy chức năng ngang xấu đi, cái chip này có thể fail, nghĩa là thông nối này có thể tật bỏ, thì gửi xuống đó là đánh giá thông thoáng luôn. Hồi xưa là tôi nhớ không nằm năm nay năm đó năm 1999 tôi bắt đầu đi cái trung tâm của đường làm việc và được học chuyên về ép ke ở bên Mỹ ở trung tâm đây là, thì lúc mà đưa xuống mà làm cái này là mới học cấp lên mê lắm, thấy cái gì cũng hay, hay rồi bắt đầu hiểu thôi, chứ mới đầu vô nói mình giống như việc chơi sống thầy cô mà nói tiếng Anh nữa rồi về đọc thêm thì đọc cái số kiểu gì đó khó quá trời khó. Bây giờ nói cho mấy bạn là mấy bạn mới nghe không tiếp cận được á, tôi xưa tôi tưởng tượng tôi phải tốn lúc mấy bao nhiêu lần để tôi hiểu cái ông nói cái gì á. Thì cái này lúc đó làm cái thiết là lúc đó là 99 là cũng là bắt đầu nó không là nhiều nơi nó làm thì vô làm đâu lên, nên mấy bạn thầy mấy bạn cứ nói là fail có nghĩa là cái này thất bại là cái bạn phải xử lý ngay, không cần những điều suy ngay, thậm chí hôm nay nhanh hơn rồi xuất huyết tiêu hóa giải thoát. Thì mấy bạn nhìn vô đây cái màu rất là đồng nhất tới đây chứng tỏ ở đây là có hẹp, mà có hẹp là mấy bạn phải vô cái khu này để xử lý cái này, nên chính cái AIC có thể hiện tượng vượt ngưỡng cảnh báo cái mình chỗ này có hẹp. Muốn chứng minh thì hẹp bao nhiêu phần trăm, chúng ta làm gì? Bỏ cái spectrometer vô, bỏ cái cổng thu tín hiệu đo một tấc đó bao nhiêu. Các bạn hiểu không? Còn cái màu nó chỉ gợi ý chỗ đó nó có tổn thương, chứ cái màu nó không dùng cái màu. Nhiều người dùng cái màu để xác định mức độ hẹp là sai lầm. Chúng ta phải dùng Doppler phổ. Các bạn nhớ chưa? Doppler màu chỉ hướng chúng ta tới để chúng ta xử lý tiếp bước tiếp theo, chứ không phải có cơ hội là để chuyển qua. Nhiều người đó, thậm chí tôi biết có những người dùng đất cơ hội để chấn nắm đồ hẹn hiện tại gửi ok. Rồi ở đây là cái hình cái gì ngó đây, đây là bản sơ bữa, ở đây là tại sao cái này bên lỡ bên bồi dòng sông mình bản sơ bữa. Rồi cái dòng chảy xoáy hoặc ở đây là cái gì thấy chỗ chia đôi thì y như là cái bản đồ thời tiết của mình, chỗ này dòng chảy khác các chị làm biết các chị sẽ thấy sao. Ví dụ cái này cũng hay đi thang màu, các chị thấy tại sao nó có những màu khác nhau không, mình phải hiểu thì mình phải tại sao nó khác nhau. Tại sao nó khác nhau? Đây cũng là cái thiết là hai cái giống nhau, cái này nó đồng nhất, cái này nó không đồng nhất. Nhưng cái không đồng nhất này nó có hẹp không? Nó có hẹp đi nào, nếu hẹp mà một hẹp một đoạn dài vậy hả, hẹp là hẹp điểm hoặc hẹp nhiều tầng, nhưng mà nó phải có cái tầng bình thường chứ, còn hẹp mà dài như vậy là không không có. Hồi nãy thì thấy hẹp điểm mà màu đồng nhất có một điểm AIIC, còn tất cả AIIC nhà không phải là hẹp, mà cái này là gì, mình để hai cái màu hoặc tương tự con cá và con cá gì rô mà lấy lưới tầm tâm thì bớt rung cái lưới, hiểu ý không? Thì cái này chị nói này, ở đây người ta để thang màu chỉ có 3 thôi, trong khi đó người ta chỉnh thang màu là 72 cm/giây, nó quay về bình thường. Mình nhắc lại AIIC là tịch điểm
chứ không có ai nguyên mình. Nên lúc mà có hỏi thi mà để hai cái này khác biệt này là do chị tinh mắt vô chút xíu, không phải là vì cái con số này đâu. Các chị nhìn vô đây chắc chắn nó là phải là gì, hai màu, hai màu khác cái độ khuếch đại nha. Hai màu là cái thước đo, cái thang là thước đo, còn cái gen là những cái gen của trắng đen của khuếch đại khác. Cái từ mình sẽ quen, ví dụ đây chúng ta biết rồi đúng không, đây là SMA, đây là gì, tĩnh mạch thấp, đúng không? Rõ ràng ở đây tự nhiên nó tĩnh mạch thấp, tự nhiên màu xanh đậm nhất, cái này không phải than hay xin được, mà chúng ta để than màu quá thấp, đây than màu chỉ có 10 rồi, trong khi đó chúng ta chỉ điều chỉnh chút xíu than màu 20 SMA. Hiểu ý cái đó mình chỉnh, mình hiểu tinh vi chút xíu thì chỉnh nó sẽ ra, còn mấy việc gì để lại cũng không ra gì. Dễ hết rồi, tương tự ở đây thang màu mình để thang màu này có 11 chấm mấy này. Nhìn cái đầu mạch rốt không biết mấy đầu mạch rốt mấy tĩnh mạch, nhưng cái gì chỉnh thang màu lên 27.5 các chị sẽ thấy ngay hai là một và đúng một cái mà còn là đúng chưa? Như vậy muốn biết đúng hay không thì nhìn màu của mắt mình hài lòng, cái này mình nên chỉnh gen, cái này mình nên chỉnh hai màu, cái này mình nên chỉnh cái series, cái gì cái tối nay các ngủ là mớ đó, vợ vợ này vợ right and series. Chết luôn, ở đây kêu chết luôn. Các bạn có bao giờ bị vậy chưa? Tôi bị là tôi làm á, nhiều khi những việc nhiều quá rồi có những chuyện bực mình á, nhất đầu đó là những cái phòng son nó sáng lắm giống vậy. Và mình nhân ngồi á, cứ làm cho cái người ở ngoài nó vén mặt nó dòm đi trong. Thì tao lâu phải la, cái vén lên thì nó dội vô cái mặt thì nó xóa không thấy gì, nhức mắt. Tôi hay la mà người đi ra một cái ra, tôi kêu bỏ cái mặt xuống. Tối ngủ nằm mở, hay ngủ đi giờ đấy. Bỏ cái mặt xuống, ta thi to vậy đó. Mà khi la thì mình tỉnh á, không mình biết mình tỉnh hết chết rồi. La, giận ra, bỏ cái mặt xuống. Bà ngồi kìa, bỏ cái mặt nào á. Bà hỏi tôi gì đó, tôi nói tôi tỉnh rồi. Nó hôn rồi, may quá, mình đừng kêu bỏ buồn xuống mà la to cho mình hết. Mà la ra có xong gì tối mơ tu nói luôn. Mày quá ông kêu tôi buồn. Đây, mình qua tiếp ha, cái ý nữa. Nếu mà cái từng bước các bạn thấy nó hơi đối, tôi cố gắng những cái gì gọn nhất thôi. Những cái gì ngoài điều đó thì chúng ta có không có thời gian chúng ta sẽ gọn hơn. Chứ không có thời gian mà chị nghiên cứu thì chết được. Về coi đôi mắt, mép thì có nhiều, muốn mép gì cũng được hết, cái này là kinh điển, màu xanh màu đỏ, đúng không? Chúng ta có thể màu như này, ai thích màu gì màu. Do đó, chúng ta là người khách quan, thì chúng ta cứ coi người ta chọn khăn màu gì, rồi chúng ta interpret, rồi chúng ta mới. Đừng có chê ai hết, mày màu xanh đỏ chuối kẻ đó trong mong cái đó, vấn đề chúng ta biết chúng ta thăng màu theo quy định là chúng ta sử dụng thăng màu đó để chúng ta đọc, đúng không? Rồi về qua khổ ha, bây giờ đi qua khổ cái gì mà nó đấu được nắm này. PRF là đo vận tốc, các chị nhìn trên một cái màn hình như thế này. Trên một cái hình như thế này chúng ta lưu ý cái gọi là triplet, triple là ba, hoặc là duplex. Trong hình này được gọi duplex nếu không có màu, có nghĩa là tính năng trắng đen và tính năng khổ với thôi được gọi là duplex. Có ba cái cùng một lúc được gọi là triplet, có nghĩa là trắng đen màu
và khổ. Thì cái gì nhìn vô đây chắc nghe chúng ta có rồi, chúng ta có màu, chúng ta thấy được cái khổ, cái màn khổ ở đây, và chúng ta khổ, chúng ta đang nói như thế này. Cái thành phần khổ chúng ta cần phân tích thứ nhất là cổng thu tính thiện, gate hoặc là temple, gate, cái cổng, đây là cái cổng. Cổng này thường đặt ở 1/3. Cổng này chúng ta có thể chỉnh cái góc theta bằng cái đường song song này. Đường song song này hồi nãy nói rồi, thường song song với phương của mạch máu. Nếu phương của mạch máu không rõ thì chúng ta đi cái phương của dòng chảy. Thông thường hai cái là một. Thông thường hai cái là một. Để đây là cái gate. Gate thì chúng ta hai cái lưu ý. Một là size, kích thước. Mở cái gate thì là to, chụm luôn cái động mạch. Hai, mở cái gate thì là vừa của 1/3 để mở 1/3 giữa. Giống như cái quẹt chiều quả như thế nào cũng xong, nhưng mà đây gọi là cái gate. Từ cái gate này mở to mở nhỏ thì nó sẽ ảnh hưởng cái khổ. Từ cái chỗ này mình để thì mình thu thập cái khổ này. Trong cái khổ chúng ta lưu ý những vấn đề gì? Số 1, hình dạng của khổ. Thì mỗi khổ của mỗi vận tốc, mỗi chỗ nó có một cái ý nghĩa khác nhau. Khổ của não khác, khổ của lòng mạch chậu khác, khổ của lòng mạch tĩnh mạch cửa khác. Như vậy chúng ta sẽ học mỗi cái khổ thế nào là bình thường và bất thường. Đúng chưa? Thì ở đây nó có khổ, thì khổ trong khổ chúng ta phải lưu ý mấy ký sau đây. Là nó có pha, nó gọi là phasic city. Nó có khổ, nó gọi là khổ trong cái khó khăn. Nhưng cái khổ nó không có, thì sao? Thì giả được. Thì nó phải hết mà đều làm. Đúng không? Mình đâu thể đồ vẽ được hai cái thứ ba mà nó không giống, không có hai hai cái cột. Còn cái khổ là chúng ta hai hai cái cột. Kiểu như tiên đọc cái hướng dạy chạy dạy cái này thì đi hoặc tâm thâu cái gì đó, cái sống bất thường. Rồi, thứ hai là nó có cửa sổ khổ, chúng ta sẽ phân tích sau. Đúng không? Ở đây chúng ta có thang của vận tốc. Chúng ta, ở đây chúng ta có baseline là đường nền, đúng ý chăng màu. Đây, giả dụ như đo tương lực cửa, các chị nói đây là cái baseline đường nền. Chính chúng ta để cái đường nền sai nên những cái gì trên đường nền nó cắt cái đầu nó đem xuống dưới nó đi như màu đỏ màu xanh vậy, quá đỏ thì biến thành sao, cái phổ lên nó quá cao thì sao, thì nó sẽ xảy ra nó đem xuống dưới. Như vậy muốn khắc phục cái này thì phải kéo cái đường nền xuống, kéo cái này xuống bao nhiêu thì cái này nó lắp lại lên cái này, hiểu đi. Cái filter ở đây tôi ghi chữ high wall filter. Chữ filter là lọc, mình biết là filter là cái lọc, cái này lọc cái gì, chữ wall là cái thành phẩm. Như vậy một cái nước mà nó chảy trong ống, nó rung cái ống, nó có cái độ rung, nhưng chúng ta không muốn bắt cái độ rung đó, hiểu ý không? Thì chúng ta loại những cái vận tốc nào nó sát cái thành mà nó bắt. Có nghĩa là chúng ta nên lấy những cái gì thuộc về dòng chảy thôi chứ không có đủ luôn đó. Thì ví dụ như cái gì ngó đây, thường nói cái độ lọc thì lọc cái chân, cái gì nhìn nó khác khác hẳn nhau. Ví dụ đây độ lọc thành cao, ngó đây khoảng chừng một ô đúng không? Độ lọc thành thấp thì nó chưa được một ô. Còn ngược lại một cái, nếu để quá cao, đây là một cái potential, là một cái động mạch theo. Các anh chị thấy cái phổi như thế này, có như thế này.